Đâu có điện đâu phải bây giờ nó mới có, mà nó có gần cả trăm năm nay rồi. Cái quạt ở nhà nó là điện đó chứ, nhưng bây giờ đã áp dụng vào ô tô thôi. Để thực ra cái nguyên lý của nó gọi là cái motor điện chứ, nó là cái gì? Vậy Tuấn Anh có hỏi là thầy Trang hỏi làm sao để có thể tiếp cận tốt các kiến thức ô tô đời mới để không bị lỗi thời, để có thể sửa chữa tốt các dòng xe đời mới ạ? Thì để mà chúng ta phát triển như cái câu hỏi của bạn, làm sao phát triển cái ngành ô tô hiện đại đó, thì chúng ta phải có gọi là tư duy hệ thống. Cái tư duy hệ thống này chúng ta phải học. Chúng ta học tư duy hệ thống nghĩa là mọi thứ trên cái cõi đời này nó đều liên quan mật thiết với nhau. Thì cái ô tô cũng vậy, nó liên quan mật thiết với nhau. Thì chúng ta học, thì chúng ta phải học theo hệ thống. Ví dụ như nói về động cơ thì chúng ta nói về chuyển, khởi, khí, lửa, liệu, mát, trơn, là 7 cái hệ thống này nó cấu thành nên một cái động cơ. Khiển là hệ thống điều khiển, khởi là hệ thống khởi động, khí là hệ thống không có khí, lửa là hệ thống đánh lửa, mát là hệ thống làm mát, trơn là hệ thống bôi trơn. Ví dụ vậy. Thì khi mà chúng ta học cái hệ thống, có hệ thống như vậy cho một cái động cơ, thì khi mà một cái động cơ mà hiện đại mới nó ra đó thì nó cũng không nằm ngoài cái 7 hệ thống này. Rồi ví dụ như mình nói tới về truyền lực thì chúng ta phải nắm cái hộp số cơ bản trước là hộp số sàn. Sau đó hộp số sàn thì nó có hộp số tự động. Hộp số tự động thì nó sẽ chia ra là hộp số CVT hoặc DTC. Thì DTC ở trong đó thì nó sẽ có là ly hợp kết khô hoặc ly hợp kết ướt. Thì có nghĩa là chúng ta nắm cái hệ thống trước, sau đó chúng ta học chi tiết sau. Thì khi chúng ta mà bổ sung kiến thức ấy, thì nó sẽ bổ sung vô cái hệ thống. Nó giống như là các bạn đi nhà sách vậy. Ở trên cái trong bên nhà sách nó có rất là nhiều giá sách, nhưng mà trên giá sách này là sách kinh tế, sách chính trị, sách khoa học, sách y học và sách giáo dục. Thì tất cả những cái loại đầu sách nào có nhiều tác giả khác nhau viết về một chủ đề, nghĩa là một ngành nghề, thì sẽ được đưa vào trong một cái kệ sách đó. Chúng ta không phải đi tìm lan man. Vì cái học tư duy hệ thống nó cho phép chúng ta là khi mà chúng ta bổ sung cái mới thì nó sẽ nhảy vô rồi. Còn nếu mà chúng ta học mà học lan man đó, chúng ta không nắm rõ một vấn đề đó, thì chúng ta càng ngày càng rối. Ví dụ như nói động cơ điện đi. Động cơ điện đâu phải bây giờ nó mới có, mà nó có gần cả trăm năm nay rồi. Cái quạt ở nhà nó là điện đó chứ, đúng không? Nó là motor điện đó chứ, nhưng bây giờ đã áp dụng vào ô tô thôi. Để thực ra cái nguyên lý của nó gọi là cái motor điện đó, nó là cái gì? Như vậy là chúng ta phải học cái cơ bản và nắm chắc thì chắc cái cơ bản thì chúng ta mới thừa kế được cái mới. Còn mà nếu như chúng ta không nắm chắc được cái cơ bản, không nắm chắc được hệ thống mà chúng ta đi vào cái mới thì chúng ta không biết cái gốc ở phía sau. Giống như cái cây mà nó mọc lên mà không có cái bộ rễ ở dưới thì làm sao mà nó đứng được. Nên cái bộ rễ đó cực kỳ quan trọng. Nên các bạn phải tập trung vào cái hệ thống của nó. Ví dụ như là cấu tạo ô tô cũng vậy. Để làm sao mà mình kể ra hết một chi tiết hơn 50.000 chi tiết ở trên ô tô được, thì bắt buộc chúng ta phải học hệ thống, đúng không? Ví dụ như là truyền, treo, thắng, lái, điện, động, thân, bảo và an toàn. Truyền là hệ thống truyền lực, treo hệ thống treo, lái hệ thống lái. Đó, chúng ta chọn những cái từ khóa như vậy dành cho hệ thống. Rồi từ cái từ khóa đó rồi chúng ta mới đi vào chi tiết, thì chúng ta sẽ nắm hết được cái hệ thống ô tô một cách này nó dễ dàng. Còn không là chúng ta đọc, chúng ta học nó minh mông bát ngát, rồi nói tới đó là chúng ta không nhớ được. Thì chúng ta không nắm được cái hệ thống hoặc là không nắm được cái sườn của nó thì chúng ta không thể đi chi tiết được. Nên mình chia sẻ là các bạn nên tập trung vào học cái hệ thống trước. Mà trên xe nó không bao nhiêu hệ thống đâu, có 8 cái hệ thống thôi, mà chúng ta nắm chắc 8 hệ thống đó rồi khi nào rảnh mình đi sâu vô hệ thống, một hệ thống mình coi. Rồi mai mốt mà có một cái hệ thống đó mà nó có một cái gì mới nữa thì chúng ta lại học cái mới đó, là chúng ta lại bỏ vô đó.